Thưa quý vị và các bạn, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 30 ca nhiễm biến chủng Omicron đều là người nhập cảnh đã cách ly ngay. Kể từ khi ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên là người nhập cảnh từ Anh, điều trị cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 30 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Trong đó, tại Quảng Nam 14 ca, thành phố Hồ Chí Minh 11 ca, Hà Nội 1 ca, Hải Dương 1 ca, Thanh Hóa 2 ca và Hải Phòng 1 ca. Bộ Y tế cho rằng, thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Đến nay, Việt Nam có 1.843.563 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.464.415 ca được điều trị khỏi. Việt Nam đã tiêm 156.902.083 liều vaccine phòng chống COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 là 78.110.585 liều, tiêm mũi 2 là 70.279.466 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 8.512.032 liều. Ở thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 163 ca COVID-19 mới, 1.442 người điều trị khỏi, 9 ca tử vong.